Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là những cặp loa siêu chép Bose T10. Vâng, bên em lại về được thêm vài đôi những cặp loa siêu chép Bose T10 các bác nhé. Đây là những dòng loa siêu chép mà hàng bãi xịn Mỹ xách tay quý vị nhé. 200W trở kháng là 8 ohm và Mazda in USA đây các bác nhé. Số series sản xuất đây. Cặp loa siêu chép này thì các bác ghép cùng với lại những cặp loa Bass 20, Bass 25, Bass 30 đều được các bác nhé. Đấy. Ở bên trong thùng của nó thì nó đã có chống cháy rồi, nó đã có chống chập chống cháy rồi. Cho nên là các bác chúng ta cứ chơi thẳng trực tiếp từ cục đẩy công suất, từ vang liền công suất. Đấy. Và từ âm ly ra thôi. Các bác không cần là phải qua bất kỳ hệ thống chống cháy nào nữa các bác nhé. Đây, các bác chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài là màu vàng gôn các bác nhé. Phía mặt trước thì màu trắng sữa. Phía mặt trước màu trắng sữa rất là đẹp. Đây, màu trắng sữa rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp, rất là nổi bật. Cái guồng này này, các bác nhìn này, cái guồng này này. Cái guồng này guồng màu đen các bác nhé. Đấy, guồng màu đen và chữ màu đỏ này. Đấy. Tạo nên thêm cho cái cặp loa siêu chép mà nó sang chảnh hơn. Đấy, sang chảnh hơn. Cặp loa siêu chép này thì rất là độc lạ và hiếm các bác nhé. Chân này thì nó xoay được 360 độ. Đấy, xoay được các hướng, xoay được 360 độ. Đấy. Bên trong này thì có họng còi lựu đạn đây các bác nhé. Đấy, chép còi, họng còi lựu đạn đây. Đấy, có cái đầu đạn đây. Bên trong này thì màng titan các bác nhé. Đấy, bên trong màng titan đỏ, dây đỏ tức là cái nút đỏ này này thì nó là bên cộng, còn nút đen này nó là bên trừ các bác nhé. Cặp loa siêu chép này thì nó hỗ trợ cái giải rất là cao và cái giải rất là rộng, cái giải từ 16.000 lên đến giải 28.000 Hz. Đấy. Chuyên trị những cặp loa mà yếu chép, thiếu chép hay bị chết chép và những cặp loa mà bị thiếu chép các bác nhé. Đấy. Hát karaoke thì nó không bị hút dít mic, nghe nhạc thì nó không bị đau tai, không bị chói tai. Đấy. Vâng, một trong những cặp loa siêu chép mà được các bác đánh giá rất là cao và giá thành thì cực kỳ là rẻ. Giá chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Đấy, các bác nhìn này, ở phía trên này đấy, là có hai cái vạch ngang này. Ở bên này cũng vậy, bên này và bên này. Đấy, tức là vẫn vững như kiềng ba chân đấy ạ. Đấy, tức là ba chỗ này, ba điểm này là có vệt. Đây, ba điểm là có hai vệt như thế này. Cho cặp loa siêu chép nó sang hơn và nhìn nó. Vâng, các bác chúng ta nhìn cái cặp loa siêu chép nhìn nó rất là khôn đúng không ạ? Nhìn nó rất là khôn. Bởi vì đây là hàng bãi xịn xách tay của Mỹ. Đấy, nhìn cặp loa siêu chép các bác thấy ngay, nhìn nó rất là khôn. Như hiện tại đây là cặp loa Bass 30 các bác nhé. Cặp loa Bass 30 chắp kèn. Thì bây giờ em chưa kết nối siêu chép các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên và chút xíu nữa thì cũng là bản nhạc đó và cũng là ở mức âm lượng đó, em sẽ kết nối cặp loa siêu chép vào. Các bác chúng ta thử nghe xem là nếu mà một cặp loa Bass 30 mà chép kèn rồi, tiếng nhạc nó đã hay như thế rồi, tiếng chép nó đã tí tách như thế rồi, nhưng mà chúng ta cho thêm loa siêu chép Bose T10 vào 200W thôi thì chúng ta hãy cùng nghe cái sự khác biệt các bác nhé. Hãy cùng nghe cái sự khác biệt và để xem là nó khác biệt nhiều không, và cái chất âm, cái giải cao nó có được kéo lên nhiều hay là không các bác nhé. Thank you.
Dạ vâng, các bác có thể nghe thấy cái cặp loa siêu chép, tiếng nó rất là tí tách đúng không ạ? Tiếng rất là tí tách, lèng kèng lách cách. Và giá của cặp loa siêu chép thì chỉ có 1 triệu đồng mà thôi quý vị nhé. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ dây dắt cho quý vị và các bác rồi. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.